Chương 9. Kỹ năng số 6. Giúp nhà phân phối mới của bạn khởi động đúng. Trong tiếp thị mạng lưới, người ta đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc vào việc có người đăng ký, và rồi lãng phí khoản đầu tư đó bằng cách bỏ mặc nhà phân phối tự xoay sở mọi thứ. Các chuyên gia không làm thế, họ thiết lập các kỳ vọng đúng đắn, họ giúp có được một số kết quả nhanh chóng và tiếp tục hướng dẫn nhà phân phối mới qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Tôi có may mắn khi gặp được người thầy khi mới bắt đầu, Michael Nelson, người rất giỏi trong việc hướng dẫn nhà phân phối mới. Michael không phải là tuyến trên của tôi, nhưng ông rõ ràng là nhà lãnh đạo trong thành phố của tôi. Bên cạnh đó, ông có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề. Do đó, tôi lắng nghe những gì ông nói, tôi xem những gì ông làm, tôi hỏi ông rất nhiều câu hỏi. Trở lại những ngày đó, ông có một văn phòng nhỏ gần nhà tôi và tôi thường xuyên ở đó cố gắng học điều gì đó. Michael là một người tuyển dụng rất thành công. Ông thường xuyên mang tới người mới và quan trọng nhất là người của Michael làm kinh doanh rất tốt. Điều đó không xảy ra với tôi. Một rúm người tôi bảo trợ thì không làm gì cả. Khi tôi quan sát Michael, tôi nhận thấy rằng mỗi lần ông đăng ký một nhà phân phối mới, ông thiết lập một buổi mà ông gọi là phỏng vấn kế hoạch cuộc chơi. Tôi quyết định bắt chước những gì ông làm. Và lần tiếp theo, ông gặp một nhà phân phối mới, tôi ngồi sau ông đủ gần để ghi chép những gì họ trao đổi. Tôi làm điều đó vài lần và rất ngạc nhiên khi lần nào ông cũng thực hiện một kiểu phỏng vấn giống hệt nhau. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể học được quy trình phỏng vấn đó thì tôi có cơ hội có kết quả giống ông. Phỏng vấn kế hoạch cuộc chơi phần 1. Ông xác tín lại quyết định của họ trở thành nhà phân phối. Ông nói thế này: "Chúc mừng bạn đã ra quyết định. Tôi rất tự hào khi bạn tự quyết định lấy cuộc đời mình. Từ bây giờ mọi thứ sẽ khác biệt cho bạn và gia đình bạn." Nó thường mất ít hơn 5 phút, nhưng tới cuối cuộc thảo luận, bất cứ nghi ngờ nào họ có thể có khi trở thành nhà phân phối biến mất, họ cảm thấy rất tuyệt vời. Phỏng vấn kế hoạch cuộc chơi phần 2. Ông đặt ra kỳ vọng cho họ. Ông biết hầu hết mọi người bước vào kinh doanh với các kỳ vọng phi thực tế, do vậy ông luôn nói 3 điều giống nhau. Nếu bạn thành công trong kinh doanh này, đó sẽ là chính bạn tạo ra thành công đó, không phải tôi. Nếu bạn thất bại trong kinh doanh, đó là bạn tạo ra thất bại đó, không phải tôi. Bạn sẽ là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Tôi ở đây để hướng dẫn bạn từng bước một trên con đường của bạn, nhưng tôi không thể làm điều đó cho bạn. Tôi ở đây để làm việc cùng bạn, nhưng không phải làm việc cho bạn. Wow, đây là một quan điểm cấp tiến và rất khác so với câu chuyện của tôi nói khi tôi có một người mới bắt đầu. Tôi nói thế này: tôi được trả tiền từ những gì bạn làm. Do đó, về cơ bản, tôi sẽ làm mọi việc cho bạn. Ồ, loại kỳ vọng gì bạn nghĩ mà sẽ ăn vào tâm trí của nhà phân phối mới? Tôi cũng nói, chúng ta sẽ cùng xây dựng kinh doanh khi điều này là không đúng. Họ cần phải xây dựng kinh doanh. Tôi có thể là nguồn lực, nhưng tôi không thể làm cho họ. Việc tiếp theo ông nói là, việc của tôi là giúp bạn độc lập khỏi tôi càng nhanh càng tốt. Bạn có đồng ý rằng đó là một mục tiêu tốt không? Một lần nữa, điều này rất cấp tiến, nhưng nó có ý nghĩa. Tới thời điểm đó, tôi có một nhóm hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Họ chỉ làm gì đó khi tôi gây áp lực. Nhưng Michael có một nhóm độc lập và có kết quả tốt mà không cần nhiều sự giúp đỡ liên tục của ông. Ông có sự nhân bản và tự do. Tôi thì không. Điều này tạo ra mối quan hệ trong đó Michael là người thầy trong nhóm của ông, chứ không phải là nô lệ. Ông có thể cho họ biết các kỹ năng và sau đó họ có thể độc lập phát triển từ thời điểm đó về sau. Điều thứ ba ông nói là chắc chắn là sẽ có lúc lên lúc xuống khi bạn xây dựng doanh nghiệp. Có những ngày tốt và ngày xấu. Tôi biết bạn đang trong thời điểm xấu khi bạn không gọi điện cho tôi, bạn không tới các cuộc họp, bạn không tham gia hội thảo qua điện thoại. Nếu tôi bắt đầu nghe thấy những lời viện cớ, những thứ tương tự thế, khi điều này xảy ra với bạn và nó xảy ra với mọi người, bạn muốn tôi giải quyết thế nào? Bạn muốn tôi để mặc bạn? Hay bạn muốn tôi kiên trì và nhắc bạn tại sao bạn lại ra quyết định này ngay từ đầu? Điều này rất thông minh vì đúng là mọi người sẽ có những thời gian nghi ngờ bản thân. Ông cho họ biết rằng điều đó là tự nhiên và cùng lúc đó thiết lập mối quan hệ trong đó. Ông ở vị thế giúp họ quay lại khi điều đó xảy ra. Điều mà Michael hoàn thành với ba nguyên tắc này là quá khác với việc hứa hẹn với thế giới mà tôi làm. Như ban đêm và ban ngày,
Với cách tiếp cận của tôi, các nhà phân phối sẽ ngồi im và đợi tôi làm việc. Và nếu tôi có quá bận hay không giúp được họ vì lý do nào đó, tôi trở nên dễ dàng bị đổ lỗi cho việc tại sao mọi việc lại không có hiệu quả. Với cách tiếp cận của Michael, người của ông trở nên độc lập nhanh chóng. Ông sẽ huấn luyện họ lúc này lúc khác, nhưng ông không cho phép nhóm của mình dùng ông để đổ lỗi cho việc thiếu kết quả. Trong khi các nhà phân phối của tôi vật lộn trong khó khăn, người của ông tiếp tục phát triển. Phỏng vấn kế hoạch cuộc chơi phần 3. Michael đi qua một danh sách khởi động để giúp người mới có cơ hội tốt nhất để thành công. Kế hoạch chính xác sẽ khác nhau ở mỗi công ty, nhưng về nguyên tắc thì là làm mọi thứ có thể để có kết quả nhanh chóng. Đây là một số ví dụ về những gì bạn có thể có trong danh sách khởi động của bạn. Đảm bảo nhà phân phối mới được bắt đầu với sản phẩm phù hợp. Mỗi công ty đều có các sản phẩm mà nhà phân phối có thể sử dụng cá nhân, do đó hãy chắc chắn rằng người mới của bạn làm điều này. Tùy theo từng công ty, có thể điều này yêu cầu cam kết sử dụng hàng tháng. Một điều rất quan trọng là mọi người có một cảm xúc gắn với sản phẩm, và điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ dùng chúng và thích thú với các lợi ích chúng mang lại. Bên cạnh đó, nhiều công ty có các sản phẩm có thể làm mẫu hoặc sử dụng demo. Trong trường hợp đó, nhà phân phối mới nên có một lượng cung ứng thích hợp để luôn chuẩn bị sẵn sàng. Đảm bảo rằng nhà phân phối mới được trang bị công cụ phù hợp. Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của các công cụ bên thứ ba trong việc xây dựng một doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới lớn mạnh và thành công. Nhà phân phối mới của bạn cần phải được chuẩn bị để giúp ứng viên của họ với các công cụ mà đưa ứng viên một cách chuyên nghiệp tới quá trình gặp mặt. Đảm bảo nhà phân phối của bạn được kết nối, cho họ biết cách tìm kiếm mọi thứ trên trang web của công ty, địa điểm và các sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra, khi nào thì có các cuộc gọi hay webinar của lãnh đạo. Hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta là giúp họ trở nên độc lập càng nhanh càng tốt. Đây là một bước quan trọng để làm cho mục tiêu đó trở thành hiện thực. Đảm bảo rằng nhà phân phối mới của bạn có hiểu biết cơ bản về chính sách trả thưởng. Họ không cần biết chi tiết khi mới bắt đầu, nhưng họ phải biết ít nhất các điểm chính và những gì sẽ xảy ra về mặt tài chính khi họ tiến thêm một vài cấp độ mới. Đảm bảo nhà phân phối mới của bạn có hiểu biết cơ bản về cách mời phù hợp cho các ứng viên của họ để hiểu thêm những gì họ có. Bạn có thể giúp họ không ra ngoài kia và nói hết hơi mà không có hoặc có rất ít kết quả bằng cách cho họ hiểu tổng quan ngắn gọn về việc làm thế nào và tại sao mà quá trình mời chuyên nghiệp mang lại hiệu quả. Phỏng vấn kế hoạch cuộc chơi phần 4. Michael giúp nhà phân phối mới tạo ra kế hoạch cuộc chơi để đạt được một vài cấp độ ban đầu và thách thức họ làm thật nhanh. Ông hiểu và giúp tôi hiểu rằng có một cuộc đua để giúp một người nhanh chóng có kết quả. Nếu họ có sự chi viện tích cực từ sớm, họ sẽ tiếp tục. Và nếu họ không nhận được như vậy, họ sẽ có xu hướng lụi tàn dần. Mỗi công ty thì đều khác nhau, nên kế hoạch cuộc chơi sẽ khác nhau. Nhưng hãy nghĩ về hành động đơn giản bạn có thể khích lệ mọi người thực hiện trong tuần đầu tiên để có kết quả tốt nhất. Làm thế nào để họ có khách hàng đầu tiên? Làm thế nào để họ có nhà phân phối đầu tiên? Bạn có thể khích lệ họ tham dự sự kiện công ty lần đầu không? Các bước nào bạn có thể thực hiện để giúp họ có thu nhập lần đầu tiên? Thành công trong tiếp thị mạng lưới không thực tế với tôi cho tới khi tôi nhận được tấm séc đầu tiên đó. Khi nó tới nơi, mọi thứ thay đổi với tôi. Tôi bắt đầu thực sự mơ ước về việc tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho bản thân tôi và gia đình. Giúp đỡ người mới có sự khởi đầu nhanh chóng là rất quan trọng. Phỏng vấn kế hoạch cuộc chơi phần 5. Michael thường xuyên kết thúc bằng cách đưa ra một số bài tập cụ thể. Một thứ mà tôi học được là nhà phân phối mới thèm muốn được hướng dẫn và họ trả lời rất tốt với các bài tập đơn giản. Michael thường xuyên kết thúc bằng cách đưa ra các bài tập đơn giản đó với một thời hạn cho họ để hoàn thành. Ông yêu cầu nhà phân phối mới quay lại với ông vào một ngày cụ thể. Nó giống như hẹn gặp trong các quá trình tuyển dụng vậy. Bạn đi từng cuộc hẹn này tới cuộc hẹn khác, nhưng nó không kết thúc khi họ trở thành nhà phân phối. Các chuyên gia tiếp tục đi từ cuộc hẹn này tới cuộc hẹn khác, từ bài tập này tới bài tập khác. Mục đích của tất cả điều này là giúp nhà phân phối mới vượt qua ranh giới. Khi ai đó bắt đầu, luôn có một ranh giới giữa thành công và thất bại. Ở một bên của ranh giới dễ bỏ cuộc hơn là tiếp tục. Ở bên kia của ranh giới dễ tiếp tục hơn là bỏ cuộc. Những gì có thể giúp một người vượt qua ranh giới? Bảo trợ khách hàng đầu tiên của họ.
bảo trợ nhà phân phối đầu tiên của họ, nhận hoa hồng lần đầu, tham dự một sự kiện lớn của công ty, kết bạn bên trong tổ chức, công bố dự định của họ với thế giới, được thăng cấp lên một vị trí mới, được vinh danh cho một số thành tựu nào đó. Có hàng trăm thứ khác mà có thể góp phần vào việc cho người mới vượt qua ranh giới. Là người bảo trợ, công việc của bạn là giúp họ vượt qua ranh giới và ở lại bên ranh giới bên kia. Và ranh giới này không bao giờ thực sự biến mất, nó luôn có ở đó. Và bạn là một nhà lãnh đạo cần phải luôn nhận thức được người của bạn đang ở đâu về mặt cảm xúc. Với cách này, bạn có thể tiếp tục khích lệ họ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.